Xin chào cô chú chị ha. Trở lại kênh của Tính Bonsai. Chúc cô bác anh chị có một buổi chiều ở buổi sáng vui vẻ ha. Thì hôm nay cũng như thường lệ thì mình chia sẻ cho mọi người cái công việc chăm sóc cây mai ghép ha. Thì thời điểm này là thời điểm mưa nhiều. Cô bác anh chị hạn chế tưới nước hoặc là không tưới nước ha. Chủ yếu là mình tưới cái gói thuốc rễ vô. Cái gói ăn pin á, đặt để thuốc rễ tưới vô. Thì sau khi trời mưa nó sẽ nắng trở lại, và nắng trở lại nó sẽ sụp, bị sụp lá hết. Cô bác anh chị là nhớ là phun nước lên tàn vào buổi trưa, từ 1 đến 2 lần vào buổi trưa ha. Có nghĩa là 11 giờ phun một lần, rồi tới 1 giờ chiều phun lần nữa là 2 lần ha, để giảm cái lượt cái ánh nắng. Nhưng mà ở dưới gốc thì không có tưới, lý do là bị thối rễ. Do dư nước kéo dài ha. Mình chuẩn bị trời mưa kéo dài nên là không có tưới nước gốc. Để chắc trồng 2 3 ngày để chất trồng nó bị ráo loạn chút xíu, mình tưới cái gói thuốc rễ vô, cỏ trên mình chỉ cần phun nước thôi. Thì đó là lời chia sẻ ha. Chứ mà bây giờ là tại trời mưa mà tưới nước hoài là thuốc rễ. Còn mà cái thứ hai nữa ha là nắng lên ở dưới thì nó bị lạnh rễ, ở trên nó bị nóng, thành thử ra là nó bị hóc, lá quéo là hết, sụp là hết luôn. Thì cô bác anh chị nhớ ha, tưới phun lên tàn thôi, giờ buổi trưa phun lên tàn, và nhất kê chậu để cho thoát nước giống vậy ha. Tôi kề hết á, tôi không dám để dưới đất. Để dưới đất mà nó bị sình đó, trời mưa nó sình nó ẩm. Cô bác anh chị nào mà có để dưới đất nhớ là kề hai cục gạch ống hoặc là ba cục gạch ống ha, tùy chậu lớn nhỏ. Hoặc là kề hết đi. Trời mưa mà kéo dài là nó bị ngập cái mặt cái đít chậu á. Nó ngập cho nên là nước lúc nào cũng có nằm ở đây hết đó, nên là mưa xuống nó không tọt ra ngoài được, dễ bị khô. Dễ bị thối rễ. Thì cô bác anh chị nhớ ha. Thì ở đây mình làm rất là nhiều cây, chậu không à, chứ nhà thì trồng được có một số cây để dưới đất thôi, còn nhiều là lên chậu hết. Tại di chuyển mà, giao lưu di chuyển liên tục nên là không có trồng ở trong chậu nhiều, cho trong đất nhiều. Trồng bồn thì ở dưới ruộng thôi. Còn tất cả nhà là xài chậu hết. Thành thử ra là lót đáy, trộn 6 vụ 4 trấu, rồi tưới kích rễ, thuốc rễ là cứ định kỳ 1 tháng tưới 1 lần là cây mình khỏe mạnh ha. Thôi xin chào. Thì cái đôi lời chia sẻ ha, tại vì có nhiều bạn cũng hỏi về cái vấn đề là sau cơn mưa phục hồi sao. Thì cô bác chị đừng có tưới nước gốc, phun nước lên tàn 2-3 lần liên tục, ngày nào cũng vậy hết, và để cho chất trồng khô lại, ráo lại thì bắt đầu mình tưới gói thuốc rễ vô. Thôi xin chào ha, chúc cô nhà vui vẻ. Thì sẵn tiện đây cô bác chị nào thích giao lưu thì ở đây mình có rất là nhiều cây ha, để giao lưu. Mặt bông vậy không nè, cái bông nhìn thấy là ớn liền, bốn ngón tay ha. Nè, thứ nè, đó. Mới trổ luôn nè, đó, bốn ngón tay, chất lượng không? Trời ơi, cái bông nhìn thấy ớn luôn. Thôi xin chào ha.